Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng test chiếc đồng hồ xe đạp GPS Sunroof M1 rất là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn thấy ra ngoài trời thì cái tín hiệu GPS nó nhận rất là nhạy, đã có vạch sóng ở đây rồi. Bây giờ là 7:04 sáng. Đây là quãng đường mà tôi vừa đi được. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu di chuyển. Xe lăn bánh là cái tốc độ nó sẽ nhảy theo luôn. Cây số trên giờ. Bên dưới tốc độ là quãng thời gian chúng ta đi được. Bên dưới thời gian là quãng đường chúng ta đi được 7,7 km. Tôi vừa đi mấy vòng. Tín hiệu mắt khá là nhạy nên tốc độ nó khá là chính xác luôn. Giờ chúng ta sẽ thử đi nhanh, tăng dần tốc độ luôn. Xe đang đi trong công viên nên khá là vắng, đang có thể đi nhanh được này. Chúng ta sẽ giảm dần để xe trôi, giảm dần tốc độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.